Thương Tín lộ diện sau vụ ngã xe máy giữa đường, sự thật bức ảnh ngồi thất thần trên cầu được sáng tỏ. Diễn viên Thương Tín tươi tắn đi xem phim cùng nhạc sĩ Tô Hiếu sau thời gian bị ngã xe máy giữa đường. Mới đây, đại diện của diễn viên Thương Tín là nhạc sĩ Tô Hiếu đã chia sẻ hình ảnh mới nhất của Thương Tín. Trong ảnh, nghệ sĩ Thương Tín tươi tắn và khỏe khoắn hơn so với bức ảnh được cộng đồng mạng chia sẻ sáng ngày 27 tháng 11. Nhiều khán giả gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến ngôi sao gạo cội. Trước đó, hình ảnh nghệ sĩ Thương Tín ngồi thất thần dưới chân cầu vượt ở thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội với vẻ mặt mệt mỏi, khiến nhiều khán giả lo lắng, xót xa. Ngay sau đó, nhạc sĩ Tô Hiếu đã lên tiếng khẳng định không hề có tin đồn nam nghệ sĩ gạo cội dùng chất kích thích hay đi lang thang. Thời gian trên ảnh là hơn nửa tháng trước, khi đó, diễn viên Thương Tín bị ngã xe khi đang lái xe trên đường. Đang chạy xe, tự nhiên Thương Tín xây sầm mặt mày nên té. Cũng may người dân đã giúp đỡ, đưa diễn viên Thương Tín vào khách sạn nghỉ ngơi. Đến khi anh ấy khỏe lại liền gọi tôi đến đón về, nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ. Được biết, từ tháng 5 năm 2022 đến nay, diễn viên Thương Tín ở chung nhà với nhạc sĩ Tô Hiếu chứ không hề lang thang như đồn thổi trên mạng. Nhạc sĩ Tô Hiếu hỗ trợ cho diễn viên Thương Tín, quản lý và sắp xếp công việc cho nam diễn viên. Nam diễn viên Thương Tín nhận được hai lời mời đóng phim sau khi góp mặt trong phim Cu Ly Không Bao Giờ Khóc của đạo diễn Phạm Ngọc Lân. Tuy nhiên, dự án vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị và có thể khởi quay vào năm 2023. Ngoài ra, diễn viên Thương Tín cũng tham gia hát trong các buổi tiệc khi nhận được lời mời. Có cuộc sống ai cũng mơ ước, nhưng nghệ sĩ Thương Tín lại đánh mất tất cả vì nghiện cờ bạc. Ở tuổi 60, nam nghệ sĩ cưới vợ trẻ kém ông 32 tuổi và có một con gái. Sau khi mất tất cả vì cờ bạc, nghệ sĩ Thương Tín phải bươn chải để nuôi gia đình và nuôi dạy con gái khôn lớn. Cách đây 8 tháng, nghệ sĩ Thương Tín cũng từng gây xôn xao mạng xã hội với bức ảnh bị đột quỵ và phải nhập viện. Biết hoàn cảnh khó khăn của ông, nhiều mạnh thường quân, nghệ sĩ trong và ngoài nước đã chung tay quyên góp, gửi tiền hỗ trợ. Khi đó, chính Trịnh Kim Chi là người đứng ra kêu gọi quyên góp giúp đàn anh. Sau 3 đợt quyên góp, ngày 4 tháng 3 năm 2021, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đăng bài viết thông báo đã nhận được hơn 400 triệu đồng tiền quyên góp để giúp đỡ Thương Tín. Ngoài ra, sau khi mắc ca Phạm Anh mở tài khoản cá nhân, vợ nghệ sĩ Thương Tín cũng nhận được số tiền hỗ trợ 400 triệu đồng từ các mạnh thường quân trong và ngoài nước.